Hello, hôm nay mình sẽ thuyết trình về bài PowerPoint của mình là về ngành học logistics. Đầu tiên em tên là Nguyễn Trung Hiếu, đến từ lớp TR2301A của khoa điện điện tử viễn thông. Tiến đến với khái niệm của logistics. Logistics là một quá trình quản lý, lập kế hoạch, triển khai và điều phối hoạt động liên quan đến vận chuyển, lưu trữ và là quản lý hàng hóa và dịch vụ. Trong đó bao gồm những công việc như đóng gói, giao hàng, lưu kho, quản lý kho, xử lý đơn hàng, vận chuyển các vấn đề của chuỗi cung ứng. Mục tiêu của logistics là tối ưu hóa quá trình phân phối, đảm bảo cho hàng hóa được di chuyển nơi sản xuất, điểm tiêu dùng một cách hiệu quả, an toàn, kịp thời, đồng thời giảm thiểu chi phí và tối ưu hiệu suất. Rồi đặc điểm của ngành logistics là dịch vụ xếp đỡ container, không bao gồm dịch vụ cung cấp tại các sân bay, dịch vụ kho bãi container thuộc dịch vụ hỗ trợ vận tải đường biển, dịch vụ kho bãi thuộc dịch vụ hỗ trợ trong mọi phương thức vận tải, đại lý vận tải hàng hóa, chi pháp, làm thủ tục hải quan bao gồm dịch vụ thông quan, dịch vụ kiểm tra đơn, môi giới hàng, vận tải hàng hóa, kiểm định hàng hóa, lấy mẫu và xác định trọng lượng, dịch vụ nhận, tiếp nhận hàng, chuẩn bị các chứng từ vận tải, dịch vụ hỗ trợ buôn bán, quản lý dịch vụ hàng kho, thu gom, tập hợp hàng hóa giao hàng, dịch vụ hàng hóa giao hàng thuộc dịch vụ vận tải biển, đường thủy nội địa, đường sắt, đường bộ, hàng không, các dịch vụ phân tích, kiểm định kỹ thuật, dịch vụ vận tải đa phương thức, các dịch vụ vận tải khác. Tiếp theo đến với vai trò của ngành logistics. Đơn hàng giản hóa giao tiếp và giảm chi phí. Ngành logistics chứa mọi chuyến từ nơi này sản xuất đến các điểm bán hàng cung cấp cho người tiêu dùng. Ngành logistics đảm nhận vai trò quản lý lưu trữ và kho hàng. Việc tổ chức và quản lý kho hàng thông minh giúp tối ưu hóa quá trình xuất nhập hàng, giảm thiểu sự cố và tổn thất, đồng thời tăng cường khả năng đáp ứng nhanh chóng cho nhu cầu thị trường. Logistics đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa thị trường trên toàn cầu. Về vai trò của logistics. Những vị trí phổ biến trong ngành logistics là nhân viên vận chuyển, nhân viên thu mua, nhân viên giao nhận, nhân viên định tuyến quản lý kho, nhân viên hiện trường, nhân viên quản lý dự án logistics, nhân viên hải quan, nhân viên chăm sóc khách hàng. Để phân biệt giữa logistics và supply chain. Logistics là tập trung việc lên kế hoạch thực hiện quản lý và lưu trữ hàng hóa, dịch vụ và thông tin từ đơn xuất xứ đến điểm tiêu thụ. Mục tiêu chính là tối ưu hóa quá trình phân phối để giảm thiểu chi phí, thời gian, dịch vụ. Và supply chain chuỗi cung ứng là một loại mạng lưới bao gồm thứ tự lập kế hoạch nguồn cung sản xuất đến việc phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ đến người tiêu dùng. Phân biệt giữa logistics và xuất nhập khẩu về khái niệm thì logistics là kiểm soát nguồn nguyên liệu thông tin liên quan đến sản xuất đến điểm đích. Còn xuất nhập khẩu thì quá trình hoạt động thu mua hàng hóa giao trao đổi giữa các công thương quốc gia lãnh thổ khác nhau. Về phạm vi thì logistics là bao gồm quản lý vận chuyển,
lưu trữ, quản lý kho, quản lý khách hàng, xử lý đơn, dịch vụ hậu cần, logistics, hoạt động xuất nhập khẩu. Còn tập trung xuất nhập khẩu thì tập trung ở các thị trường thương mại, thủ tục hải quan, quản lý giấy tờ. Còn mục tiêu là tối ưu hóa quá trình vận chuyển. Còn xuất nhập khẩu thì tìm kiếm thị trường mới, tăng cường xuất nhập khẩu, tối ưu hóa lợi nhuận cạnh tranh các quốc tế. Ở trách nhiệm là báo nguồn hàng an toàn, chính xác, đúng thời hạn đối với lô tích. Còn xuất nhập khẩu thì đảm bảo tuân thủ quy định hải quan xuất nhập khẩu trên trường quốc tế. Ứng dụng công nghệ chuyển đổi về số vào lô tích là tự động hóa quá trình robot và hệ thống tự động hóa văn phòng, hệ thống quản lý kho bãi, nâng cao phần mềm quản lý kho, WMF và internet vạn vật, e-order, quản lý vận tải thông minh là hệ thống quản lý vận tải và theo dõi và truyền thông đồng thời gian hiện thực. Về ngành lô tích là chúng ta cần phải học khối nào? Thì có rất nhiều khối như là khối A, A01, D01, C00, C01 và D90. Ngành logistics cũng chấp nhận những sinh viên trái ngành nếu họ có đủ đam mê và kỹ năng cần thiết, đặc biệt là các ngành logistics là một lợi thế, có thể ứng tuyển thông qua việc xét học bạ và kết quả thi đánh năng lực. Yêu cầu cần có để làm việc trong ngành logistics là chịu được áp lực, tỉ mỉ, cẩn thận, thoải mái với sự ổn định, tính thông thuộc và kỹ năng cơ bản. Về cơ hội nghề nghiệp của logistics là lĩnh vực luôn cần nhân lực. Với sự thương mại của điện tử, ngành logistics càng trở nên quan trọng, mở rộng lớn là một lợi thế rất lớn sinh viên ra trường. Nhiều vị trí công việc ngành logistics phát triển mạnh và nhanh chóng, theo đó là hấp dẫn từ nhân viên vận chuyển, quản lý kho, cung cấp cho nhiều sự lựa chọn trong công việc. Cơ hội việc làm trong môi trường quốc tế, ngành logistics liên quan trực tiếp đến việc vận chuyển hàng hóa biên giới các địa các quốc gia, cho phép những logistics có cơ hội làm việc trong trường quốc tế với các quy định hải quan, luật pháp và văn hóa khác nhau. Kết luận là khoa học công nghệ đóng vai trò không quan trọng đến ngành nghề, lĩnh vực thúc đẩy các nước phát triển nhanh chóng, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Đất nước chúng ta cần tiếp nhận tiến bộ khoa học để đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong lĩnh vực quản lý kho hàng, phát triển công nghệ mới, quản lý thúc đẩy ngành logistics tăng trưởng nhanh chóng. Bài của em đến đây xin hết. Cảm ơn.